Giờ khách hàng bận công chuyện rồi, được rảnh buổi chiều giờ đi Hội An. Lên đường đi Đà Nẵng, phải lộn lên đường đi Hội An. Giờ không có internet lỡ chết qua đây sao sao ba. Đang chuẩn bị đi đoạn đèo nguy hiểm nhất ở đây bằng chiếc xe dởm nhất có thể. Xe đâu có chế độ bốc khói ra đâu mà. Nếu bốc khói là có chuyện rồi.